Thưa quý vị, trong ngày ra quân thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame lần thứ 11, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được 12 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Theo đó, đội tuyển bơi Người Khuyết tật Việt Nam đã mang về 6 tấm huy chương vàng ở các nội dung bơi tự do 400m, 100m bơi ếch và bơi tự do 100m và 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Ở bộ môn cử tạ, các nữ đô cử đã mang về 2 huy chương vàng ở các hạng cân 50kg và 55kg và 1 huy chương bạc ở nội dung 61kg. Còn đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng đã giành 4 huy chương đồng nội dung đồng đội.